Ngày 13 tháng 2, công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho hay đang điều tra vụ hai chị em bị người lạ dùng súng bắn gây thương tích. Cụ thể, theo thông tin công an thành phố Biên Hòa cung cấp, tối ngày 11 tháng 2, chị L 25 tuổi và em gái là H 20 tuổi cùng quê tỉnh Đắk Lắk đang phơi quần áo trước cửa phòng trọ ở khu phố 11, phường An Bình, thành phố Biên Hòa thì một người lạ mặt bước ra từ một ô tô màu trắng bất ngờ chĩa súng về họ, nổ nhiều phát đạn. Sau tiếng nổ, người đàn ông leo lên xe, có người lái chở đi. Hai chị em L và H sau đó được người dân đến sơ cứu với vết thương do đạn bắn vào chân. Bước đầu, công an thành phố Biên Hòa đã thu được hai vỏ đạn lấy lời khai nạn nhân và tiến hành trích xuất camera truy bắt đối tượng gây án.